Đánh nhau đây, đánh nhau đây, đánh nhau đây. Vào lại nhấp nháy luôn này. 5 minutes later. Ui mà nó đập tôi không trượt phát nào luôn kìa. Mà nó đập mình chết luôn anh em à. Vãi cả nồi. Rumble à? Blood Rumble. Ừ. Và rất Rumble không ạ? Reset đi. Thề luôn chứ chưa đánh mà tụt binh hoài đấy. Cái máy này có vấn đề rồi. Hôm trước bảo sửa mà vẫn chả thấy sửa gì cả. Tức vãi nồi. Các ông thấy mỗi lần tôi bắn quy phát là nó tụt xuống còn 110 FPS à. Cho đẩy nhá, nó lên 2 trước rồi đấy. Ai à. Ai à. À còn là bốc kìa. Và đất này là Valor lên ấy rồi, lên attack speed rồi. Mà chào anh cái gì vậy Long Cua? Giờ mới đi bạn ơi. Mất lát với chúng tôi. Mất lát với chúng tôi này. Hoàng hậu cho bạn 10 sao mua hộp sữa. Cái pha này mà câu không đẩy là câu sẽ mít hết cái quân lính này. Cho nên anh em phải đẩy vào trụ. Đẩy vào trụ rồi anh em về. Đó, công phải đẩy hết nha, đẩy hết mới được về đấy. Rồi. Thấy chưa, cái quân lính là phải đẩy vô này. Xong công mới bách về này, và khi quay xe lên đấy. Đó thì anh em ra là sẽ kịp, không bị mất lính nhiều. Còn nếu mà lấy công về ấy, là nó sẽ một là nó đóng băng lính của công. Công rất là khó chơi. Không phải là mình phải đợi rồi, mình phải đợi để 850 thôi. Cam chiêu mộ No Way với 10k, một tê long sắp thành hoàng kim long R. Chết chứ, bạn ơi. Rồng luôn, Nice sir. Gam đang có trong tay con quái vật do họ tạo ra. Trời ơi, thế thì Deep Kit chuẩn bị thu phục con quái vật đấy đi, còn gì nữa hả Deep Kit? Chỉ có Deep Kit mới thuần hóa được con quái vật này thôi. Deep Kit nhờ. Có R bắn luôn anh em ơi. Không phải giữ đâu. Có Red Zill là công có R, công cứ bắn đẩy lính liên tục à. Tại vì khi mà công xài quy chúng hay công xài chiêu chúng ấy, nó sẽ bị nó sẽ được hồi hồi rất là nhanh. Đã đủ. Nguyễn Tuấn cho bạn 10 sao mua hộp sữa. Karina đang lỗi nạp qua ATM. Vẫn nợ No Way một bộ trang phục nhé. Vẫn lấy trang phục bên hả? Đúng rồi người anh em ơi. Mày cứ trêu tao đi, mày đứng đấy mày trêu tao đi. Đứng đấy. Mày đi đường quyền với tao này, nhấp nháy với chúng tôi này, đứng huy hiệu chứ không, đứng huy hiệu này. Cay thật anh em ạ, là làm được nó mố mày quay cuồng trước mặt tôi chứ. EZ quyền năng được không? Thôi EZ cầm chinh phục em ơi, đừng cầm quyền năng. Quyền năng không khỏe đâu. Anh không khoái con EZ nó cầm quyền năng cho lắm. Không đủ tiền rồi. Cam Minh, đi đường quyền phải có tiền mới được á. Đây anh có tiền mà. Người ta có nhiều tiền nhưng mà anh có ít tiền thôi. Đi đường quyền. Đi đường quyền. Đó, 10.000. Đi đường quyền ngay. Chết ngay. Vẫn có tiền nè, nhưng mà ít tiền thôi. Chắc là ông này không ăn con blue đâu. Tôi sẽ ăn giúp ông này con blue nha. Ông ơi ăn blue không? Chắc không nhỉ. Thế tôi ăn nha. Hả? Em chinh phục khỏe mà. Chinh phục là cái nhịp độ ấy. Lút ngay, Để chết nó, đâu ăn blue đâu, ăn luôn. Đánh nhau đây, vào lại nhấp nháy luôn này. 5 minutes later. Ui mà nó đập tôi không trượt phát nào luôn kìa. Mà nó đập mình chết luôn anh em à. Vãi cả nồi. Không, không nghĩ là pha đấy mà nó đập mình chết luôn đấy. Nó khỏe quá nó phải chịu đó. Nguyễn Văn Lương cho bạn 100 sao mua hộp sữa. Lâu ngày đây quá rồi. Nhập rồi. Đây rồi. Hello. Make some loi. Trời nó né luôn kìa. Lát nó né luôn chứ.
Quên, tôi chưa có giảm hồi máu mà sao tôi bắn nó mãi không chết được anh em. Ê, 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 qua qua đó, qua đó, qua đó, mất lát này, mất lát này. Hoàng hậu cho bạn 10 sao mua hộp sữa, nãy ông có 1 ca vàng nên đi đường quyền nó sợ về ông. Dạ vâng mua ạ. Mua đồ còn 300 ca thì nó hết sợ lên quánh ông đáng R. Em biết phải đấy em non mà anh em. Đi đường quyền ngay. Né, úi trời ơi. Nó né luôn kìa. Cho chúng cái là có tiền này. Cho chúng cái là về bờ luôn này. Ok. Ok, về bờ. Mít này anh em. Lút cái trụ nha. Ây à. Bắn cái này trước không ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Lồi nha, lồi nha. Té. Té thôi, té thôi, té thôi. Bắn có trúng mà. Má bắn có trúng nhưng mà không chết đấy. Nó ăn con rết rồi mà. Đây rồi, đây rồi, đợi tôi nào. Từ từ từ. Bình tĩnh bạn ơi. Úi giời ông này vội thế. Ba này hơi vội nha. Về thôi, về thôi. Té. Về có cái giảm hồi máu cái nó khác biệt ngay. Nãy hơi lỗi rồi các bạn. Nãy hơi lỗi nha các ông nha. Xin lỗi anh em. Tuy nhiên màn thể hiện nhìn trông mẹ đau mắt ghê. Đó, phải có cái này nè. Hút máu nè. Ok. Ra mid, ra mid. Game sau vên được không á? Nếu mà anh pick được anh sẽ pick nha. Aphelos giờ mang chinh phục hay nhịp độ ngon hơn? À chinh phục nha bạn ơi, chinh phục mình sẽ thấy ok hơn á. Nó hơi máu nhiều. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Về bờ pha này rồi. Tôi nói là về bờ pha này mà. Trời ơi, lệch sao được. Mid luôn. En luôn đấy, phải là en luôn đấy không? Công tin phải là en không? Công tin phải là en không? Tôi en cho công coi này. Ui, 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 ui. Nó en mà. Trời ơi, en chứ. En chứ sao không en được.